Em nghĩ chúng ta sống vì chính bản thân mình. Việc ta được sinh ra đã là một điều may mắn. Vì vậy, ta nên sống một cuộc sống có ý nghĩa. Chúng ta sống không cần những điều quá cao cả, xa xôi. Ta chỉ cần sống vì chính ta, vì ước mơ hoài bão của ta và vì những người mà ta yêu quý nữa. Vì ta chỉ được sống duy nhất một lần nên ta phải sống cho thật trọn vẹn. Các bạn còn có sách để học, các bạn còn có thể đến trung tâm, có thầy cô dạy bạn thì việc học vẫn còn ngọt ngào chán. Sau này đi làm một mình bạn sẽ phải đương đầu với tí tí thứ khó khăn. Cho nên là bây giờ nếu mà các bạn còn học được, vẫn còn có người dạy bạn thì các bạn hãy đi học đi, hãy học chăm vào các bạn ạ. Nhưng mà rồi một ngày tôi chợt nhận ra rằng là mình phải thay đổi. Không bao giờ bỏ trốn được khó khăn, không bao giờ bỏ trốn được nỗi khổ. Đức Phật cũng như là các nhà tâm lý khác luôn luôn thừa dạy chúng ta một điều là phải thừa nhận nỗi khổ. Con người có một phẩm chất rất tốt đẹp, đó chính là năng lực tìm kiếm ý nghĩa đời sống. Nó sẽ quyết định đời ta vui sướng hay khổ đau nhờ gán cho cuộc sống một vài ý nghĩa để tiếp tục phát triển bản thân. Hãy gán cho cuộc sống của bạn một vài ý nghĩa và tạo động lực cho mình từ đó, như là tôi sẽ trở thành người mà tôi muốn trở thành. Những nỗi đau ư? Cứ thử tôi đi. Tôi sẽ vượt qua được hết và tôi sẽ lại vui vẻ, hạnh phúc. Tôi sẽ trao yêu thương đến cho mọi người vì tôi hiểu được cảm giác cô đơn khi một mình như thế này. Con đường dễ là con đường xuống dốc. Khi nào thấy khó khăn, thậm chí là thấy đang kiệt sức, cũng có nghĩa là ta đang đi đến con đường tốt đẹp đấy con. Động lực để nỗ lực học tập hết mình trong kỳ thi đại học của bạn là gì? Mình từng đọc được một bài báo thế này: một nam sinh đến Trung Quốc đậu đại học Thanh Hoa, top 1 châu Á với 676 điểm và chưa bao giờ sử dụng mạng xã hội. Chàng trai ấy có tên là Thiện Tử Long. Điều đáng nói là khi biết tin Đỗ Thanh Hoa, cậu ấy đang có mặt ở công trường để chuyển 1,2 tấn thép kiếm tiền phụ giúp gia đình. Khi được hỏi về việc có xấu hổ vì chỉ có điện thoại cục gạch cũ, không thể sử dụng internet, cậu ấy đã trả lời: điều duy nhất tôi quan tâm là học tập, bởi vì học tập là thứ duy nhất có thể thay đổi vận mệnh của một người. Và ngoài đó ra, tôi không còn con đường nào khác để cải thiện cuộc sống của gia đình mình. Nếu bạn cảm thấy mông lung và thiếu động lực để cố gắng, hãy nhớ rằng món đồ bạn thích rất đắt đỏ, người bạn thích rất ưu tú và thế giới rộng lớn đẹp đẽ đó như vậy, bố mẹ bạn xứng đáng được ngắm nhìn một lần. Ngay cả đứa bạn ghét cũng đang ngày đêm học tập, bạn còn mặt mũi nào mà nằm trên giường chơi điện thoại. Và vào một ngày của 30 năm sau, bạn bước vào một căn nhà chật chội, bước lên một chiếc xe cũ kỹ, cuộc sống của bản thân cũng không tự quyết định nổi. Nếu không muốn một tương lai như vậy, hiện tại bạn phải nỗ lực ra sao bạn hiểu chứ? Khi mà mình trải qua những cái gì nó tiêu cực, nó đáy, nó đỉnh điểm ấy, thì đấy cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng là sắp tới mình sẽ thấy cái mặt trời đấy, sắp tới mình sẽ thấy ánh sáng ấy. Bởi vì là thật sự là cái khoảnh khắc mà thấy mặt trời sáng nhất ấy là lúc bầu trời tối nhất, mặt trời chuẩn bị mọc ấy là lúc bầu trời tối nhất.
buồn nhất thời cấp 3 của bạn là gì? Đối với mình thì có lẽ là lúc thi tốt nghiệp xong môn cuối cùng, tiếng chuông hết giờ vang lên và mình biết cấp 3 kết thúc thật rồi. Không còn những lúc thằng này lật tài liệu, đứa kia canh, cả đám ăn vụng rồi bị ghi vào sổ đầu bài, hay là mới vừa học được một xíu đã hỏi mấy phút nữa hết giờ gì mày? Cái cấp 3 này nó kỳ quá, chưa vô thì rất muốn vô, vô rồi lại muốn ra, cho đến khi sắp được ra thì nuối tiếc vô bờ. Khoảng thời gian ấy cũng trôi. Bởi vì là nhan sắc nào cũng sẽ đàn trai, chỉ có trí thức mới lại lạ. Chúng ta không muốn ai phải cô đơn, giống như cái biết em thường thương xong. Nếu em không muốn nhìn cô hơn, anh có thể để vui chân. Sống là chính mình thực sự khó nha các bạn. Nó không phải là xã hội đâu. Mình nghĩ rằng khó nhất chính là rào cản vô hình trong đầu bạn. Còn rào cản xã hội nào mạnh mẽ bằng rào cản tâm trí bên trong chính bạn? Nó mới là cái kìm hãm bạn nhất, chứ không phải những người khác. Kẻ thù duy nhất của chúng ta là chính mình. Cái chúng ta cần vượt qua là chính mình. Đó mới là kẻ thù mạnh nhất. Nếu bạn hiểu được điều đó, bạn sẽ dễ dàng làm những điều bạn muốn hơn. Đợi ngày mai, đợi khi tinh thần tốt trở lại, đợi để sẵn sàng. Liệu có ổn hay không khi chờ đợi? Thời gian đang trôi qua, kết quả không đến bằng cách chờ đợi. Tạm biệt những thú vui thoáng qua.